tả ngắn gọn sự nghiệp của mình bằng hai từ? Dạ, đó là duyên nghề. Duyên nghề. Nhân vật đặc biệt của chúng ta trong khoảnh khắc cuộc đời năm thứ ba đến với nghề qua các cơ hội, qua các cái sự việc mà anh gọi là duyên nghề thế nào? Chúng ta cùng chào đón đạo diễn Vũ Trần. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. Một câu chào thân quen trong một khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn mệt mài chất chiêu những khoảnh khắc hay để gửi đến quý vị suốt 3 năm qua. Và chúng tôi rất là vui mừng khi quý vị đón nhận khoảnh khắc cuộc đời vào mỗi một buổi tối trước khi chúng ta có một giấc ngủ ngon để chúng ta có năng lượng tích cực cho những ngày mới. Xin chào Vũ Trần. Dạ, em chào anh Vinh ạ. Em cũng là một cái người mang lại rất là nhiều năng lượng tích cực. Dạ, tại vì em nghĩ là cuộc đời nó không cho mình nhiều cái cơ hội đâu anh. Vì vậy khi mình có những cơ hội để mình được làm, mình trải nghiệm thì mình sẽ gắng hết sức mình để mình làm tốt nhất như mình có thể. Và bây giờ quay lại với cái duyên nghề thì anh cũng có duyên được gặp em. Dạ, từ Cờ Xuyên Việt, một nghệ sĩ đầu tiên. Dạ. Anh nhớ mãi cái hình ảnh đó nha. Dạ. Em nhớ cái cảnh mà em đội chiếc nón mũ chai không? Vâng, trong... em là cái đầu trọc luôn. Đúng không? Dạ, đúng là giang hồ. Anh nhớ hoài, tại anh thấy em có một cái gì đó nó cuốn hút là phải theo dõi. Và rõ ràng là lúc đó anh tưởng làm diễn viên, sau này thì anh thấy em làm đạo diễn mới là chính. Dạ đúng vậy. Thì cái duyên đến với đạo diễn là khi nào? Dạ thật sự là ngay từ khi hôm còn nhỏ đó là em đã hướng mình theo nghề đạo diễn, nhưng mà gia đình em thì không có cho phép em học để em đậu vào trường sân khấu năm 2005, lúc em 17 tuổi là ba mẹ em không cho em theo con đường đó. Em nghỉ một thời gian khoảng 7 năm sau thì em mới thấy là cái cuộc đời của mình, tại sao mình có cái giấc mơ mà mình không có dám thực hiện đó. Vì vậy em cho mình một cơ hội và em nói là nếu như mà em đậu thì em sẽ quyết tâm em đi theo nghề, còn nếu như mà em không đậu là em sẽ từ bỏ giấc mơ luôn và em sẽ cố gắng em tập trung hoàn toàn công việc của em thời điểm đó. Vậy thì nếu mà không làm đạo diễn, Vũ Trần sẽ làm gì? Trước thì em làm bên công ty tổ chức sự kiện, nhưng mà tới tận bây giờ thì sau khi em làm nghề 7 năm với em bây giờ, cái hơi thở em sống và những cái gì em trải qua và những cái gì em muốn làm thật sự cũng chỉ quanh quẩn hai chữ sân khấu thôi. Câu đó đã nói là tất cả. Tại vì hôm nay nếu mà chúng ta nghe giọng điệu và hơi thở của Vũ Trần thì có vẻ hơi khàn. Bởi vì những ngày vừa qua được biết là Vũ Trần làm công việc dàn dựng và diễn nữa. Có nghĩa là hai công việc này nó vẫn bổ trợ cho nhau hả Vũ hả? Dạ có anh. Tại vì em không phải là cái người chuyên nghiệp ở trong nghề và em là tay ngang đi ngang, nghĩa là em bắt đầu từ một công việc hoàn toàn khác, nên là có nhiều cái khi em bắt đầu rất là bỡ ngỡ. Và khi mà mình chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên á, nếu như mình không nắm những cái cơ bản á thì mình sẽ rất là khó. Thật sự khi mà em trải nghiệm cái vai trò diễn viên xong rồi, em hiểu sâu hơn về cái cách để mình khai thác tâm lý, khai thác hành động trong từng cái nhân vật, và mình cũng giúp cho diễn viên của mình họ hiểu hơn, nhất là những cái bạn mà không biết diễn á, tại vì em cũng là người không biết diễn đầu tiên. Thì em cũng sẽ giúp cho các bạn biết cách làm sao để mình lấy được những cảm xúc ban đầu để mình diễn. Rõ ràng là nó hỗ trợ rất là nhiều. Rất là nhiều luôn anh Vinh. Nhưng mà rõ ràng là cái việc đạo diễn vẫn là công việc chính mà em quyết tâm. Dạ đúng rồi. Khoảnh khắc nào mà em nhận thấy rằng mình phải quyết định đi đến tận cùng? Thật sự em chia sẻ cái điều này luôn. Hồi nhỏ một giấc mơ là em muốn được hát với chị Thanh một lần. Em rất mê chị Phương Thanh. Em là fan cuồng của Phương Thanh luôn. Thì em không bao giờ dám làm hết á, tại vì em rất là tự ti, tại vì em rất là mập mà em nghĩ em hát không có hay nữa. Thì lần đó em rất là mê quá, nó làm lần thử đi. Thì năm 2011 em có tham gia một cái chương trình và em vô được vòng trong. Vũ Trình đi tham gia đi thi hát. Dạ đúng rồi, có cuộc hát. Mục đích để gặp chị Thanh. Gặp chị Thanh thôi. Dạ, giống như song ca cùng thần dạ, tượng vậy. Dạ đúng rồi, chương trình đó ra. Đúng không? Chính xác chương trình đó ra. Rồi xong thì lúc Văn Ngọc cũng giao lưu hai chị em với nhau, thì chị Thanh có nói em một câu là con người ta đó, nếu như mà người ta đi bằng cái tham vọng á, chưa chắc người ta thành công đâu. Nhưng mà mình đi bằng sự phấn đấu hồn nhiên thì con đường nào nó cũng mở ra với mình hết. Ngày hôm đó về thì em suy nghĩ rất nhiều về chữ phấn đấu hồn nhiên luôn. Em có một cái niềm đam mê nhưng mà chưa bao giờ em dám khởi động với nó. Tại vì em cứ nghĩ rất nhiều thứ là mình có làm được nghề hay không, mình có thành công hay không, mình có đi được hay không, mình có khả năng hay không. Mình có rất nhiều những câu hỏi thì mình chưa bao giờ bắt đầu với nó. Thì em nghĩ bây giờ mình cứ đi bằng con số 0 đi. Mình cứ chạy với nó, thì tới đâu mình hay tới đó, và mình cứ cố gắng từng bước từng bước từng bước. Thì khi em bắt đầu vô trường học kỳ 1 nha, là em hoàn toàn bị đánh giá là sinh viên này không có khả năng làm bài. Thầy Nguyễn Công Ninh là thầy giáo chủ nhiệm của em, thầy là người nói với em là Vũ coi chừng, em cứ như cái đà này là 3 năm nữa em ra trường này không có cái gì hết. Anh nghĩ ở trong một cái thời điểm nào đó cụ thể, những đánh giá như thế về mặt mà nhận thức hay là cảm xúc nha, dạ, nó đều có giá trị nha. Dạ đúng rồi. Có thể cái người nhận cái việc đánh giá đó có thể buồn. Dạ. Nhưng mà thật sự là mình nhìn kỹ cái bản chất đó
thì cái câu đó nó lại có giá trị là muốn đẩy cái năng lực của mình. Dạ đúng. Lúc đó xong là em về em suy nghĩ rất là nhiều luôn. Dạ. Và em nghĩ bản thân bây giờ tất cả bạn bè của em trong lớp chỉ có thể cố gắng một thôi. Họ chỉ cần đi học, họ tiếp thu. Còn mình phải cố gắng rất là nhiều để mình học cái mà mình chưa được học nữa. Có nghĩa là những cái họ đã học rồi mình phải học từ họ. Dạ. Và phải học cái họ đang học chung với mình. Đang cố gắng một, mình đang là 2, 3 thì mình mới bắt kịp những gì mà họ đang có. Và thật sự với cái đà đã từng học kỳ em đều thay đổi bản thân em. Tới thời điểm mà năm 2015 khi mà em làm tốt nghiệp xong, cái cảm giác của một cái đêm tốt nghiệp mà nó thành công anh, và tất cả mọi người ở trong trường thời điểm đó luôn, mọi người đánh giá bài tốt nghiệp em rất rất là tốt. Cái buổi đêm xong mà mình lên lướt Facebook á, mà tất cả các bài lướt ở trong trường thời điểm đó đều là nói về cái bản tin máy của em khi em tốt nghiệp. Từ cái poster hình biểu diễn sân khấu được share lên, cái cảm giác nó vui và mình cảm nhận được là mình là một người có khả năng và mình có thể làm được. Nó cho em cái động lực rất là lớn luôn. Anh đã quan sát rất là nhiều lần khi mà em làm đạo diễn. Và nếu mà quý vị nào mà đã xem Gương Mặt Điện Ảnh, Én Vàng và rất nhiều chương trình khác thì đạo diễn Vũ Trần là một trong những người đã tạo nên rất là nhiều các thí sinh, các cái tiết mục hay. Khi mà làm á, mặc dù là một cái bài thi cho các thí sinh thôi, nhưng có cảm giác là nó có bài của em luôn á. Em lúc đầu quan điểm là khi mà mình còn làm được gì á, ở cho các bạn hoặc là cho chính bản thân mình, em sẽ bắn hết sức. Nên làm khi nào mà đánh kèo cái keng lên diễn thì ok, mình đánh. Công việc của mình kết thúc tại đó, nhiệm vụ mình tới đó là xong. Nghề đạo diễn á, nó mang lại cho em những điều gì? Em nghĩ trước tiên đó mang lại cho em cái cuộc sống mưu sinh trước này. Cái thứ hai đó là cho em cái sự tự tin trong cuộc sống này. Thật sự nếu như mà em không có đạo diễn thì tới bây giờ em vẫn là một thằng bé dễ thương, đáng yêu và nó vẫn sống trong cái vỏ bọc của nó, cái sự tự ti. Trước đây á, thì em là một người cực kỳ tự ti luôn anh Vinh. Anh hơi bất ngờ về điều này. Dạ, nhiều người cứ nghĩ em là một thằng rất là tự tin, nhưng mà không hoàn toàn không phải. Ngay cả trong chuyện tình cảm của em, 10 năm trời em không có quen ai đâu, chỉ vì hai chữ tự ti thôi. Và khi em bắt đầu làm đạo diễn, với em được sống với nghề, thật sự em mới tìm được chính con người của em. Em mới tìm được cái bản thân của mình và em tự tin hơn chính cái nền tảng đó. Nó cho em được cảm thấy làm mình và em thoải mái trong nó. Em thấy yêu bản thân em khi em làm việc luôn á. Em được sống, em máu lửa, em cuồng nhiệt và em được say mê với nó. Vậy thì phải cảm ơn cái công việc đạo diễn này nhiều nha. Nhưng mà em có vượt sốc rất. Dạ. Nhưng lúc mà buồn em hay làm gì? Em thường đóng cửa nhốt mình ở trong phòng để em ngẫm nhiều thứ lắm. Sau này em học được một cái là tất cả những cái điều gì vui hay buồn á, trong cuộc sống là nó mang đến cho mình, nó đều cho mình những cái bài học á. Và nếu như mình muốn trưởng thành thì mình phải học những bài học trong cuộc sống này. Em có hay đưa những điều đó vào trong nghề của mình không? Em nghĩ là trên tác phẩm sân khấu là có. Nó sẽ mang rất nhiều cái khoảnh khắc và cái tinh thần của em trong từng cái thời điểm đó. Có một thời gian các bài dựng của em á, có một cái màu sắc nó hơi u uất. Thì anh cứ thấy hình như là em muốn đẩy nhân vật của em tới đến tận cùng của nỗi khổ, của nỗi đau để khán giả sẽ cảm nghiệm. Nhưng mà anh cũng hay nói là Vũ ơi, có cái này có cách nào khác không? Tại vì anh biết được khán giả họ cần một cái lối thoát. Đôi khi nó mang cái tinh thần của em trong cái thời điểm đó rất là nhiều. Rồi và sau khoảng 2-3 năm nay thì em bắt đầu lại thấy một cái tinh thần mới trong công việc của em. Và nhất là sau cái cuộc đại dịch, nó càng cho em một cái thay đổi cho người con người mình và em nhìn nhận lại rất là nhiều. Chúng ta không biết được cái ngày mai thật sự nó như thế nào. Thì cái duy nhất là mình có thể sống là mình sống trọn cái khoảnh khắc trong cái hiện tại của mình. Mình làm gì thì mình cũng sẽ cố gắng hết mình đó. Và mình muốn làm gì thì mình phải làm. Và mọi thứ mình nên nhìn một góc tích cực hơn. Mình yêu từng cái khoảnh khắc trong cái cuộc sống đã đi qua nhiều hơn. Với anh thì đạo diễn Vũ Trần vẫn là một đạo diễn trẻ, nhưng mà cái sự cố gắng và cái sự chuyển đổi của em là anh thấy rõ. Anh cứ muốn như vậy là với Vũ Trần cứ khốc liệt, vẫn hồn nhiên với công việc của mình, nhưng có những cái lăng kính mới. Chúng ta đã trải qua những cái khó khăn và chúng ta mưu cầu cái sự bình an đến giường nào. Chương trình này mở đầu anh gửi một lời chúc bình an. Anh nghĩ trong cuộc sống rất là cần điều đó, bình an trong tâm hồn. Và mình mong muốn bình an cho cả người mà mình truyền đạt thông điệp đó, chính là khán giả của chúng ta. Họ đang cần, rất cần cái liều thuốc bình an đó và cái tình yêu thương được lan tỏa nhiều hơn. Và rõ ràng là anh rất là vui khi Vũ Trần cũng đã có cái chuyển biến tích cực ở trong cái suy nghĩ. Nhưng nếu có một khoảnh khắc của ngày mai, tạm thời là gọi tương lai, đến với em thì em muốn khoảnh khắc đó là gì? Thật sự tới bây giờ cái điều mà em vẫn mong muốn nhất là cái đời sống sân khấu, đời sống nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của Việt Nam mình nói chung á, nó sẽ khởi sắc hơn. Tại vì những mấy năm nay thì mình thấy có rất nhiều những bộ môn mà nó đang bị mai một đi rất là nhiều. Và bản thân em là một cái người nghệ sĩ trẻ, mình cũng nhìn thấy được
những cái sự mất mát rất là lớn của những cái cô chú kỳ cựu ở trong nghề. Và bên cạnh đó nó cũng nói đi một cái điều rằng chúng ta chưa có một cái thế hệ kế thừa. Nên em rất mong là sẽ có một cái sân khấu du lịch biểu diễn những cái loại hình nghệ thuật của Việt Nam mình, như là tuồng, là múa rối nước, là múa rối cạn, cải lương cái... đúng không? Dạ đúng, cải lương nè. Đó là tất cả những cái tinh hoa mà chúng ta không làm thì nó một lúc nào đó tất cả những cái bậc tiền bối họ đã đi đi là nó mất. Là em cũng nghĩ về cái điều đó chứ. Mặc dù em biết ông không biết là em làm được hay không nữa. Anh rất là hiểu cái đau đớn của Vũ Trần về cái mô hình này. Rõ ràng là mong muốn đó là anh nghĩ rất là đáng trân quý. Anh còn được biết em ủ mưu cho lĩnh vực cải lương. Gần đây thì anh hơi bất ngờ. Thực sự là cái này nếu mà quay ngược lại cái chữ duyên nghề thì đang nói cái nghề thì em quay ngược là chữ duyên chút xíu. Cải lương giống như là gọi tên em á, chứ em không có dám gọi tên về cải lương là vì em yêu. Nhưng mà em còn rất là mơ hồ và em cũng nhiều cái em cũng không biết lắm. May mắn có cơ duyên được hợp tác với nghệ sĩ bên cải lương. Thì cái đây 27 có một chương trình về cải lương em cũng được làm. Gần đây nhất thì em lại được một cái lời mời của một cái nghệ sĩ trẻ là hai anh em sẽ cùng nhau hợp tác làm một cái vở diễn trong sắp tới của một cái đoàn cũng tương đối lớn của Sài Gòn mình. Nhưng mà chưa biết thì tới đâu, nhưng mà em xin giấu cái này chút xíu. Hy vọng là khi mà chương trình này lên sóng thì cũng là cái thời điểm mà vở diễn đang được biểu diễn và diễn nhiều vở hơn nữa thì mọi người sẽ ủng hộ. Này là em đang làm chung với là Lê Nguyễn Trường Giang. Chung cho cái ổ mưa của tụi em sẽ thành công á. Trở lại một chút thì trong cái dịp năm 2019 em có một cái liên hoan sân khấu Diều ơi. Mọi người ghi nhận em kết hợp với anh Hiếu Quốc hả? Em có thể nói một chút cái hành trình đó. Đó là vở đầu tiên mà em về làm ở bên sân khấu 5B. Là em được dẫn chung với anh Quốc. Thì năm 2020 lúc đó là em cũng đang trong cái tình trạng tiêu cực anh. May mắn sau thì cái vở này cho tụi em một cái giải thưởng là giải B của Hội Sân khấu Việt Nam. Mà không có giải A. Mình không có giải A. Có giải B đó là thuộc về vở Diều ơi. Và thật sự em không hề nghĩ tới luôn, anh nghĩ là nó rất là bất ngờ. Nó đang trở lại cái việc mà làm nghệ thuật một cách hồn nhiên của em á. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mình không có nghĩ, nhưng mà rõ ràng là tưởng không nghĩ chứ nghĩ rất nhiều cho tác phẩm. Em chỉ một cái em dở là em không có nghĩ được cho mình cái chặng đường mình đi nó sẽ gặp ai, mình làm cái gì, hay là mình phải gặp người này người kia để mình có những cái sự kết nối để tìm những cơ hội cho mình. Em không có giỏi cái đó thiệt sự. Nhưng mà khi mà em nhận được những cơ hội á thì với em đó là những cái lúc mà em phải thở thật mạnh luôn á. Nghĩa là mình giống như là mình phải dùng tất cả những cái gì mình có thể để mình đem vô cho nó và cho nó một cái tinh thần hơi thở trong cái sức sống. Và nói về hơi thở thì trong các tác phẩm hay là trong các cái phần mà anh sản xuất chẳng hạn, anh rất là muốn các bạn đưa cái hơi thở của cuộc sống vào trong tác phẩm. Mà cuộc sống hiện tại này, khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta trải nghiệm thấy, chúng ta cùng đồng hành với cuộc sống này, thì anh rất là muốn đưa những cái hơi thở đó vào trong cái tác phẩm. Nó có tính thời đại. Với Vũ Trần thì em có quan tâm nhiều đến vấn đề nào? Dạ có ạ. Em nghĩ là tất cả các phẩm sân khấu nếu mà để cho dễ tiếp cận với khán giả thì nó phải bắt buộc phải có cái tính thời đại đó. Tại vì người ta sẽ cảm nhận được cái cuộc sống của mình, những cái trăn trở của mình, những cái bức bối của mình, thì họ sẽ có cái sự đồng cảm dễ hơn. Còn nếu như mình làm một cái vở diễn nó chỉ mang tính chất cá nhân không á, thì cái cuộc sống của mình đôi khi người ta không hiểu được. Mình phải làm sao mà nó giao thoa được cảm xúc của cái người dựng và cảm xúc của người xem. Họ sẽ thấy được một phần của mình ở trong đó, thấy được những câu chuyện đâu đó của mình ở trong những cái tác phẩm đó, thì họ sẽ tìm được cái tiếng nói chung và sẽ có những cái sự đồng cảm và họ hiểu hơn và họ thấm hơn. Và đó là cái điều mà em muốn truyền tải đến với khán giả luôn, để họ có thể họ cho mình những cái câu trả lời và cho những câu hỏi để họ tự nhìn nhận lại bản thân của mình. Với quan điểm của em á, khi mình làm từ cái trái tim của mình cảm nhận và mình đem những cái điều mình cảm nhận đó mình lên sân khấu hoặc là lên trên màn ảnh thì người khán giả họ xem thì họ cũng đang xem chính cái cảm xúc thật của mình. Và chính như vậy cái trái tim nó gặp trái tim nó nằm ở cái điểm đó. Nếu như mình tạo nhiều cái lớp cho nó quá thì đôi khi nó mất đi cái sự chân thành, nó mất đi những cái cảm xúc tự nhiên, cái mộc mạc của nó, thì nó lại không có còn được cái giá trị ban đầu của nó nữa. Đó cũng là sứ mệnh của những người làm nghệ thuật, đặc biệt là các bạn trẻ. Nên là khi mà em nói là em sẽ làm những cái vở cải lương hay những cái tour du lịch mà về những cái văn hóa dân tộc á, anh rất là khao khát. Chỉ mong là cái cách làm mới á, chúng ta phải thổi ra được những cái hiện đại vào. Và rất là mong là Vũ Trần sẽ nhiệt huyết vẫn yêu nghề một cách hồn nhiên như ngày đầu. Gửi tất cả những cái tâm tư, công sức và nhiệt huyết của mình vào những tác phẩm. Chúc cho em mãi mãi dành tình yêu đặc biệt cho cái công việc đạo diễn của mình. Em cảm ơn anh Vinh rất là nhiều. Em cũng rất là mong là bản thân em vẫn giữ được cái tinh thần giống như em đã có, và nó sẽ là cái nền tảng để tiếp tục em chinh phục trong cái đoạn đường tương lai của em.
Và em nghĩ là cái gì em có thể từ bỏ, nhưng mà em không thể nào từ bỏ được cái gọi là mình phản bội lại chính cái niềm tin của mình. Đó là cái sự chân thành, sự hồn nhiên và sự phấn đấu hồn nhiên. Bốn chữ đó là cái chữ em nghĩ là định mệnh cuộc đời em luôn. Và nó sẽ đi gắn bó với em suốt. Và cảm ơn Vũ Trần đã có mặt trong khoảnh khắc cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh Vinh. Vũ Trần này, chúng ta đã nói về duyên và nghề rồi. Mọi người sẽ chờ mong Vũ Trần của những ngày sắp tới. Nhưng bây giờ anh muốn em tự chờ mong ở em cơ. Nếu được nói với Vũ Trần của những tháng ngày sắp tới, Vũ Trần sẽ nói điều gì với bản thân mình? Xin mời. Tôi chỉ muốn nói là bản thân mình chỉ biết cảm ơn và mình xin lỗi. Bản thân mình đôi khi mình đã làm tổn thương mình. Mình làm những điều mà bản thân mình không nên làm với mình. Nhưng cũng cảm ơn những điều đó nó đã xảy ra với cuộc đời của mình, để cho mình những cái bài học. Và chính cái bài học đó sẽ giúp cho mình trưởng thành hơn. Chúng ta cứ phải trân trọng từng khoảnh khắc, trân trọng từng cái vị, trong cái cảm xúc của một cái đời người. Buồn vui nó cũng giống như là chua ngọt đắng cay vậy đó. Tất cả những cái điều đó nó tạo nên một cái món ngon, nó tạo nên những cái điều rất đặc biệt trong cuộc sống của mình. Và mình phải cảm ơn tất cả những gia vị đó trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta nghe từng lời của Vũ Trần, chúng ta sẽ thấy được những trải nghiệm của cậu ấy qua những năm tháng vừa qua nó chất chứa nhiều đến thế nào ở trong tâm hồn cậu ấy. Yêu quý, trân trọng từng khoảnh khắc mà mình có được, cả trong cái công việc cuộc sống lẫn cái nghề nghiệp của mình, bạn sẽ thành công. Ít nhất là thành công với cái tâm thức, với cái tiềm thức, với cái cách mình hành nghề. Vậy là quá đủ để chúng ta chờ mong một Vũ Trần cho những ngày mới. Cảm ơn quý vị đã yêu thương khoảnh khắc cuộc đời vào khung giờ quen thuộc 22 giờ 45 phút trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của chuỗi nhà hàng ẩm thực Trần. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.